cha các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Rim dẫn cái tông vàng đỏ chứng tỏ Tết đang bề. Cái chiếc rim ở đây phong cách phối màu vàng đỏ đã làm cho chúng ta thấy được cái sắc xuân đang bề với mọi nhà. Hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến các bạn về cái dòng xe giấc mơ được tân trang hết bài với diện mạo tươi mới đầy nổi bật. Cái cụm công tắc trái vẫn giữ nguyên, còn bên phải đã được thay mới bằng cái cụm hiện đại hơn đến từ hãng Honda. Có rất nhiều nút bấm và có cả nút ưu tiên lẫn tắt máy nhanh. Xung quanh cái phần đầu chúng ta thấy được cái bộ tay thắng của Rainbow Coaster Coaster, kích thước là siêu to khổng lồ nên lắp qua con rim gần như là toàn bộ cái phần xi nhan đã bị cắt bỏ hết. Vị trí này thường được anh em chị rim dọn để bắt dây cho dựng lực khác với những phiên bản đi cái dòng Holden, thì cái dòng rim đỏ này hướng tới cái dòng Magic, cùng với cái phát bắt trợ lực cũng được làm rất tỉ mỉ và cố định lên đó còn có dàn ốc D5. Còn vị trí đối diện cái cây trợ lực lại là một cô sô bảo môn. Cái động cơ vô cùng cơ bắp để nhờ vào cái bộ nắp đầu bò CNC. Bộ nắp đầu bò cùng với cái lồng ống dẫn hơi thần thánh mà bất kỳ ai đi quay rim cũng đều ảo ước sủ. Cái combo titan được uốn lượn và tạo hình rất nét đi cùng với bầu hơi, và còn đó chính là cái combo vision MSD đi cùng bức cần đặt mắt của Takawa rất đẹp. Cần số 2 triệu đến từ Katech, chân chấm là nhôm cùng với các chân trước có thể cập lên. Cái dàn chân trước của con rim này được lên cái phanh đi trước với cái chú heo của Rainbow Bridge kết hợp cho dòng heo bấm đầu, đi cùng với đó là đĩa của Rainbow Oversight và cái niềm nhôm SL xung quanh cùng những ốc D5 sẽ được bảo. Phần màu vàng không chỉ nằm ở phần tem mà còn ở vị trí phục hồi liền mình dầu liền trên. Phần tem dán trên mình dầu được mình là cái tông màu xanh thủy điện rất là xịn sò, quá chuẩn. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lần nữa cái chiếc rim đỏ nhé. Quay, mẫu quay alpha như úp dệt áo của chiếc quay xếp phiên bản trắng một trình. Cái chiếc quay bình thường bị xem là cũ ấp, nhưng khi dọn lại sạch sẽ từ máy móc đến bên ngoài, khoác cho mình thêm bộ cánh của quay xếp ít trắng như ngọc trình, thì cùng với đó là vài món đồ chơi để em ấy trên lung linh hơn hiện đại. Phần đầu đáng yêu hơn khi được trang bị tay thắng CNC, được chạm khắc nhiều cạnh hài hòa, cùng với cái nắp tay thắng dầu CNC, bao tay đẹp đà, y máy, góc cạnh hơn rất nhiều. Đồng hồ Coso SI hiển thị nhiều chức năng đo đạc với dàn LCD. Sản này đến từ Đài Loan, được rất nhiều tay chơi Việt Nam là ưa chuộng. Tiếp đến cái sự quen thuộc chân trong inox hò và được chi chích ốc vương miệng titan nằm rải rác từ lốc máy đến các tay sao. Tiếp đến chúng ta thấy mờ mờ nhưng cái điểm nhấn đặc biệt khó nhầm lẫn chính là cái dòng lốc sao được trang bị là phục kiểu Holden to lớn, đem lại hành trình giống là im ái hơn sầu riêng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy kia tiếp nhấn like, subscribe.